Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển Trung Quốc đang vấp phải quá nhiều khó khăn trước thềm trận quyết đấu với đội tuyển Việt Nam. Mới đây nhất, có một sự kiện liên quan tới đội tuyển Trung Quốc khiến cho truyền thông nước này cực kỳ giận dữ, xen lẫn với sự thất vọng. Theo đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Serie là Nizamaru vừa mới xác nhận rằng đội tuyển nước này sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 30 tháng 9 tới. Điều đặc biệt là Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã phải bỏ ra khoảng 300.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng hơn 7 tỷ đồng mới có thể mời được đối thủ. Để xin được thi đấu giao hữu với Serie, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng đã phải sử dụng tới mối quan hệ cá nhân của mình. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã phải chi cả núi tiền để lo nơi ăn trốn ở, di chuyển cũng như là tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Litier ở tại UAE trong khoảng một tháng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Giá phòng rẻ nhất ở khách sạn nơi mà đội tuyển Trung Quốc lưu trú có giá khoảng 7.800 nhân dân tệ một đêm, tức là tương đương với khoảng 28 triệu đồng. Với số lượng đông đảo ban huấn luyện, cầu thủ và hậu cần, đội tuyển Trung Quốc cần từ 20 đến 25 phòng, tức là trung bình mỗi ngày họ sẽ phải trả 160.000 cho tới 200.000 nhân dân tệ. Sau một tháng, thầy trò huấn luyện viên Litier sẽ đốt khoảng 4,8 đến 6 triệu nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng 17 tỷ đồng cho đến 21 tỷ đồng. Ngoài tiền phòng khách sạn, đội tuyển Trung Quốc còn phải trả tiền thuê xe buýt, thuê sân tập hay là những các khoản khác, cộng dồn lại thì họ sẽ tốn khoảng chục triệu nhân dân tệ. Việc đội tuyển Trung Quốc quá tốn kém để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam đã khiến cho cổ động viên nước này bực bội và không mấy phần tin tưởng. Tờ PP Sport của Trung Quốc đã đưa ra một bình luận chua chát rằng, nghiêm túc mà nói, với những chế độ ưu đãi như thế, bạn có thể tin rằng đây là đội vừa mới để thua hai trận liên tiếp hay không? Cách ứng xử này khiến cho người hâm mộ Trung Quốc bàn tán sôi nổi, thậm chí giới truyền thông còn cho rằng có được đầu tư tốt cỡ nào thì cũng không thể giúp cho đội tuyển Trung Quốc có được chiến thắng. Sự đầu tư cho bóng đá là rất lớn, mong các cầu thủ biết tiếc tiền, biết xấu hổ và dũng cảm lên, đừng để lãng phí tiền bạc để rồi bị đội tuyển Việt Nam chế giễu. Song chớ trêu thay với đội tuyển Trung Quốc, sau bao nhiêu vất vả để mời được quân xanh, thì phía đội tuyển Serie thay vì cử đội hình chính để đá tập với Trung Quốc, thì huấn luyện viên Nizamaru lại chỉ cử đội hình dự bị. Động thái phía Serie giống như là một cú tát vào mặt thầy trò huấn luyện viên Litier. Tờ báo của Trung Quốc còn cho rằng đội tuyển Trung Quốc dường như là đang bị coi thường bởi đội bóng ở Tây Á. Trước đó, đội tuyển Trung Quốc đã gặp rất nhiều vấn đề khó khăn để tìm quân xanh nhằm rèn binh trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc mời hai câu lạc bộ ở UAE nhưng tất cả đều đã từ chối vì chê thầy trò huấn luyện viên Litier có trình độ kém. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tiếp tục liên hệ để mời đội tuyển quốc gia UAE nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu. Trước hoàn cảnh bí bách đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã phải tận dụng mối quan hệ cá nhân để liên hệ với Liên đoàn bóng đá Serie nhằm mục đích là mời đội tuyển quốc gia nước này đá giao hữu ở tại UAE. Thế nhưng đội tuyển Trung Quốc lại bị dội một gáo nước lạnh bởi phía Serie thông báo là chỉ đá giao hữu bằng đội hình dự bị. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng đội tuyển Serie hành xử không đẹp nếu như đá với Trung Quốc bằng đội hình dự bị. Tuy nhiên điều này cũng phần nào cho thấy vị thế của bóng đá Trung Quốc đang ngày càng đi xuống ở phạm vi châu Á. Ngoài khó khăn trong việc thi đấu giao hữu nhằm khởi động cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 tới, đội tuyển Trung Quốc còn gặp thêm một tin không vui khác. Theo như những thông tin mới nhất thì cầu thủ nhập tịch Luo Gofu sẽ không thể gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Quảng Châu, cho nên anh sẽ dự kiến trở về Brazil vào tháng 12 tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là Luo Gofu không thể khoác áo đội tuyển Brazil sau khi trở về xứ Samba. Ngày hôm nay 18 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau một tuần nghỉ ngơi cũng đã tiếp tục trở lại sân tập với các bài tập rèn thể lực và sức bền ráo riết để chuẩn bị cho trận làm khách ở sân khách của đội tuyển Trung Quốc vào đầu tháng 10. Buổi tập bắt đầu vào đúng thời điểm trời nắng gắt nhưng nhiệt độ lại không quá cao và không tạo ra cảm giác khó chịu như là những ngày nóng lực cao điểm của mùa hè. Theo như Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thử thách với các cầu thủ không đến từ thời tiết mà từ yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo trong các nội dung củng cố về thể lực. Vẫn là những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với những ngày tập luyện đầu tiên, khiến cho các cầu thủ phải rất nỗ lực mới có thể hoàn thành. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều chơi bóng ở đẳng cấp khác biệt so với vòng loại thứ 2. Do vậy, nếu như không đảm bảo yếu tố cơ bản đó là thể lực, thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo khó có thể theo kịp được diễn biến trận đấu. Đội tuyển Việt Nam sau 2 trận ở bảng B vẫn chưa có điểm nào khi thua đội tuyển Australia 0-1 và thua Ả Rập Xê Út 1-3. Đội trưởng Quế Ngọc Hải có chia sẻ rằng, hai trận đấu vừa qua về mặt kết quả là không như mong muốn, nhưng mặt tích cực là toàn đội đã thi đấu với tinh thần chiến đấu cao và thể hiện những gì mà ban huấn luyện đã chuẩn bị. Đội tuyển đã thi đấu tốt hơn sau từng trận đấu,
Để giành được kết quả tốt ở vòng loại thứ 3 thì chắc chắn toàn đội sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trước mắt là trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và Oman vào tháng 10. Quế Ngọc Hải đánh giá về hai đối thủ tiếp theo rằng: "Chúng tôi cố gắng phân tích kỹ hơn về đội tuyển Trung Quốc và Oman nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp. Mục tiêu của đội tuyển là nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt hơn so với hai trận đầu tiên. Vào đến vòng này, sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với đội tuyển chắc chắn là rất cao. Chúng tôi hiểu điều đó và chắc chắn sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể." Bên cạnh sự chuẩn bị về thể lực cho các cầu thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tính toán đến các giải pháp đối với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh mà Văn Hậu vẫn chưa thể trở lại thi đấu, Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Trung thì vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Ông Park đã đưa hai tài năng trẻ của U23 Việt Nam lên để tham gia tập luyện, đó là Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công. Trong khi Thanh Bình cũng đã quen thuộc với đội tuyển khi mà thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây, thì Văn Công lại là một sự thử nghiệm mới. Với lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp tốt và có thể chơi được ở cả vị trí tiền vệ trụ và trung vệ, Văn Công hoàn toàn có cơ hội để góp mặt trong hành trình vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ở hai trận đấu vừa qua, mặc dù không có điểm số, nhưng các tuyển thủ vẫn gây ấn tượng với tinh thần thi đấu rực lửa và nỗ lực không biết mệt mỏi. Tiền vệ Phạm Đức Huy cũng đã cho biết rằng, mỗi cầu thủ đều mong muốn là sẽ làm một điều gì đó to lớn, đánh dấu mốc sự nghiệp của bản thân mình. Để làm được mục tiêu đó thì trong hai trận đấu sắp tới ở trên sân khách, chúng tôi phải có được kết quả tốt, đặc biệt là trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Cầu thủ của Hà Nội FC tâm sự rằng, trước khi lên tập trung cùng với đội tuyển, phong độ của tôi là không được tốt. Nhưng sau khi quay trở lại và được tập luyện với cường độ rất cao trong môi trường ở đội tuyển, thì cũng như là hòa nhập với anh em ở trong đội, tôi đã dần cải thiện được hơn. Đối thủ ở hai trận sắp tới dù không được đánh giá cao bằng Ả Rập Xê Út và Australia, nhưng cả Trung Quốc và Oman đều thuộc nhóm các đội tuyển mạnh của châu Á. Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng tôi đã xác định chơi với quyết tâm rất cao. Gần đây, tiền vệ Đức Huy có phong cách thi đấu giống như là một chiến binh nơi tuyến giữa này đã ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo và có màn trình diễn khá tốt khi mà vào sân thi đấu trong hai trận đấu vừa qua. Trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp Australia ở trên sân Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9. Phút thứ 63, ông Park đã quyết định rút Phan Văn Đức và đưa Phạm Đức Huy vào sân. Tuyến giữa của đội chủ nhà tiếp tục được củng cố ổn định cho nên không bị thua thêm bàn nào nữa. Trong hai trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cố định 4 tiền vệ thiên về kỹ thuật. Tuấn Anh và Hoàng Đức đều đóng vai trò mỏ neo, phía trên là Quang Hải và Phan Văn Đức. Ở trận gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út, tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đã có phần bị xô lệch và thiếu đi sự cân bằng trong việc tranh chấp, phòng ngự và tấn công. Sang đến trận gặp đội tuyển Australia, các học trò của ông Park đã có sự tiến bộ hơn về mặt tuân thủ chiến thuật. Tuấn Anh, Hoàng Đức và Quang Hải đã giữ được cự ly tốt hơn với các hậu vệ. Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra hiệu quả nhất định giữa tổ chức phòng ngự lẫn chuyển đổi trạng thái sang phản công. Thế nhưng khi mà Phan Văn Đức có dấu hiệu giảm sút thể lực ở đầu hiệp 2, từ vị trí tiền vệ trụ, Hoàng Đức buộc phải đẩy lên chơi cao hơn, đứng khá sát phần khung thành của đối phương. Tính hiệu quả trong việc tranh chấp thu hồi bóng của đội tuyển Việt Nam không tốt như là hiệp 1. Trước tình hình đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định đưa Phạm Đức Huy vào sân. Trong vai trò tiền vệ phòng ngự đích thực, chủ động chơi thấp, Đức Huy đã giúp cho đội chủ nhà giữ được tính cân bằng giữa phòng ngự và phản công. Trong 27 phút có mặt ở trên sân, Đức Huy đã có 16 lần chạm bóng, chuyền bóng 13 lần và có tới 12 đường chuyền thành công. Chưa kể là một lần dê bóng qua người thành công cùng với một đường chuyền kiến tạo cơ hội rõ rệt. Quan trọng hơn là với sự xuất hiện của Đức Huy, những tình huống đánh chặn từ xa, bọc lót của đội tuyển Việt Nam trở nên hiệu quả hơn. Vì thế, dù muốn dâng cao để đánh vào trung lộ của đối phương, nhưng ý đồ này của đội tuyển Australia đã bị phá sản. Trong vai trò mỏ neo, Đức Huy chơi đơn giản thế nhưng lại khá hiệu quả. Sự trở lại của Phạm Đức Huy với phong độ cao có thể sẽ khiến cho ông Park vừa mừng mà vừa đau đầu, bởi hàng tiền vệ lúc này của đội tuyển Việt Nam đã càng trở nên chật chội hơn với rất nhiều sự lựa chọn chất lượng. Có lẽ tùy vào thế trận và từng thời điểm cụ thể mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tính toán để sử dụng các tiền vệ mỏ neo như là Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy, Hoàng Đức làm sao cho hợp lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho đội tuyển Việt Nam khi chơi ở trên sân khách hay là sân nhà. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.